Cô chào tất cả kem, kem thân mến. Hôm nay thì cô và kem sẽ tiếp tục ở chuyên đề cảm thụ các tác phẩm văn học trong cái chương trình bồi dưỡng học sinh giỏi môn ngữ văn. Và trong những cái video trước thì cô đã hướng dẫn kem phần lý thuyết rồi, và cái cách hay còn gọi là cái phương pháp để cảm thụ tác phẩm văn học, cũng như là cái phương pháp để viết một cái đoạn văn. Do đó trong phần này thì cô sẽ tập trung đi vào phần luyện đề với những cái bài tập cụ thể. Tất nhiên là cũng sẽ có những bài đầu tiên phải là những cái bài dễ để cho kem dễ cảm nhận. Và dần dần chúng ta sẽ nâng cái mức độ khó hơn. Đấy là cái vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai là trong cái video hôm trước thì cô cũng đã trao đổi với kem, đó là khi mà phân tích một cái đoạn thơ nào đó thì phải tìm ra những cái từ ngữ gọi là đắt giá, nó là cái từ khóa. Nó là cái điểm sáng về ngôn từ, về nghệ thuật ở trong thơ. Và khi mà kem tìm đúng thì có nghĩa là các em sẽ phân tích đúng được cái nội dung của nó. Đấy là vấn đề thứ hai. Vấn đề thứ ba là khi đứng trước một cái ngữ liệu ngoài chương trình, thao tác đầu tiên các em phải đọc thật kỹ. Các em không đọc kỹ thì dẫn đến là đôi khi các em hiểu nó chưa đúng được vấn đề. Khi đọc kỹ xong thì các em cần phải xác định được chủ đề của đoạn thơ này nói về vấn đề gì, và xác định những cái dấu hiệu nghệ thuật ở trong đó. Trên cơ sở đó thì ta bắt đầu đi khai thác và khám phá. Và cách viết đoạn văn thì chúng ta cũng phải theo tuần tự. Cô cũng đã hướng dẫn các em, đó là không nhất thiết chúng ta phải đi phân tích từng câu một, từ câu 1 rồi mới đến câu 2. Đôi khi có những đoạn thơ chúng ta cố gắng làm sao vận dụng linh hoạt uyển chuyển, nghĩa là làm sao mà chúng ta viết chúng ta cảm thấy nó thuận. Đấy, cũng có thể là chỉ ra liền lúc một số biện pháp nghệ thuật và sau đó chúng ta phân tích cùng, hoặc là chỉ ra rời từng biện pháp. Cái phần này thì nó phải linh hoạt từng phần kem nhé. Thế thì trong cái video hôm nay chúng ta sẽ tập trung vào phần luyện đề là chính. Phần luyện đề hôm nay thì kem sẽ làm cái đề số 1, đó là cảm nhận, trình bày cảm nhận của em về bài ca dao sau. Cảm nhận của em về bài ca dao này thì bao giờ cũng thấy cái phần cảm nhận này á là thông thường cho chúng ta viết những cái đoạn văn nó sẽ rơi vào khoảng nửa trang giấy, bởi vì câu hỏi này thường nó dao động khoảng từ 4 đến 6 điểm trên tổng số 20 điểm trong đề thi. Đấy là về cái phần yêu cầu của đoạn văn. Bài này thì nói thật với kem là không khó. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy xa, một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Bài này không khó. Tuy nhiên nó là cái phần luyện đầu tiên, sau đó thì cô cũng đưa một cái bài ở cái mức độ gọi là trung bình. Còn từ những bài sau trở đi ấy, thì kem biết là sẽ có những cái bài khó hơn. Phần thứ nhất này, khi đọc lên thì chúng ta sẽ thấy à, bài này nói về chủ đề tình cảm gia đình, tình cảm cha mẹ dành cho con cái. Và bài này ta ngay từ ban đầu ta xác định được là sẽ có hai nội dung. Hai câu thơ đầu nói về một nội dung và hai câu thơ sau cùng một nội dung nữa. Các em nhìn thấy chưa nhỉ? Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Ta thấy được à, hai câu này nói về công cha nghĩa mẹ. Còn hai câu thơ sau là cha tròn chữ hiếu mới là đạo con, tức là nói về đạo làm con. Đấy là khi phân tích, khi mà bắt tay vào cảm thụ một cái bài thơ ngoài chương trình, ta phải làm được điều đó. Tiếp này, ta phải hình dung xem trong bài thơ này có những dấu hiệu nghệ thuật nào. Các em quan sát, các em để thấy đây. Công cha như núi Thái Sơn, đây chính là một tín hiệu nghệ thuật thông qua biện pháp so sánh. Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, đây cũng là một tín hiệu nữa. Tuy nhiên là cô vẫn nói với các em là phải tìm ra cái điểm sáng giá, cái từ gọi là từ đắt. Đấy, cái từ khóa của bài. Các em nhìn thấy cái từ Thái Sơn ở đây. Tại sao mà tác giả lại không so sánh công cha với ngọn núi nào khác mà lại so sánh với ngọn núi Thái Sơn? Bởi vì ngọn núi Thái Sơn là ngọn núi cao nhất, cao ở Trung Quốc. Và đây được coi là ngọn núi cao nhất ngược. Và nó sẽ là biểu tượng cho một cái sự vững chãi, uy nghi, không gì thay đổi. Hoặc là hình ảnh nước trong nguồn, nước ở trong nguồn chảy ra. Đây cũng được coi là một cái từ sáng giá. Bởi vì nước trong nguồn có một cái đặc điểm, nó vừa trong vừa mát. Và nó là một cái suối nguồn yêu thương không bao giờ cạn. Nó không bao giờ vơi cạn. Đấy là những điểm sáng trong những cái bài thơ, trong bài thơ này. Đấy nhá, cái cách chúng ta làm.
Vậy thì xác định được biện pháp so sánh ở trong bài thơ này, xác định được các từ ngữ trong điểm sáng, xong rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu đi vào phân tích. Với những gợi ý như sau, em nhìn đây, gợi ý. Đây là bài ca dao nói về chủ đề gia đình. Bài ca dao nói về công lao của cha mẹ và nghĩa vụ của con cái đối với cha mẹ. Bài ca dao được làm theo thể thơ lục bát, biện pháp so sánh chính xác, giàu ý nghĩa. Hai câu ca đầu nói về công lao sinh thành dưỡng dục như trời biển của cha mẹ. Công cha được sánh với núi Thái Sơn. Núi Thái Sơn là ngọn núi cao ngất, là biểu tượng cho sự vững chãi, uy nghi. Hình ảnh so sánh gợi lên hình ảnh người cha, trụ cột của gia đình, là chỗ dựa vững chắc cho cuộc đời người con, là người chở che cho con suốt thời thơ ấu, bởi vì con có cha như nhà có nóc. Đấy, các em sẽ thấy cô đã vừa chỉ ra biện pháp so sánh, nhưng đồng thời cũng khai thác được cái từ gọi là từ khóa, đó là núi Thái Sơn, để từ đó mình sẽ hiểu thêm về công ơn của cha. Tiếp theo này, nghĩa mẹ được so sánh với nước trong nguồn. Nước trong nguồn trong vắt ngọt ngào không bao giờ vơi cạn. Phép so sánh gợi lên tình mẹ bao dung dịu hiền vô tận. Con lớn lên từ dòng sữa ngọt ngào, từ lời ru êm dịu êm, sự vỗ về yêu thương của mẹ. Người mẹ hy sinh cả đời vì những đứa con thân yêu. Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào. Tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào. Em có thấy là ở đây cô đã trích một cái lời bài hát nó cùng với chủ đề với cái bài này, và nhưng nó lại rất là hợp và biến cái lời hát đó thành lời văn của mình. Và em biết là một trong những cái tuyệt chiêu để làm cho bài văn của mình hay hơn đó là trích dẫn những cái lời hát, lời thơ, những câu danh ngôn cùng chủ đề. Và khi mà trích dẫn ấy, thì không cần phải nói gì hơn, người đọc cũng đã hiểu được những ý sâu xa ở trong đó rồi. Đấy nhá, thế đấy là về cái nội dung thứ nhất. Sang nội dung thứ hai ở hai câu thơ sau. Câu thơ 3, 4. Khuyên con cái phải biết giữ tròn đạo hiếu. Thờ mẹ là tôn thờ ngưỡng vọng về mẹ. Kính cha là kính trọng biết ơn cha. Luôn lắng nghe lời dạy bảo ân cần của cha. Biết thông cảm sẻ chia với những khó khăn vất vả của cha mẹ. Phụng dưỡng cha mẹ lúc già yếu. Đó là lời khuyên nhủ ân cần sâu sắc mà mỗi người làm có phận con cần phải khắc ghi. Và cuối cùng cô tóm lại này, bài ca dao mang âm hưởng ngọt ngào như lời mẹ hát ru con, bài ca cho ta thấm thía hơn công cha nghĩa mẹ, đồng thời gửi lên trong lòng mỗi người tình cảm yêu thương, biết ơn bậc sinh thành. Đấy là một đoạn cảm thụ về cái bài ca dao đó. Còn đây là với cái dung lượng chỉ khoảng tầm nửa trang giấy em nhé, với cái dung lượng của nửa trang giấy. Còn nếu như mà với cái dung lượng nhiều hơn, dài hơn, ví dụ đề bài có thể yêu cầu kem viết một khoảng một trang giấy, thì kem có thể phân tích rộng hơn, phân tích về tình mẹ. Mẹ không chỉ là giống như là dòng suối, mà mẹ luôn che chở bao dung, mẹ luôn hướng ta tới những điều tốt đẹp, mẹ luôn là bến đỗ, luôn là điểm tựa về mặt tinh thần, vân vân. Chúng ta có thể khai thác được rất là nhiều. Hoặc là bổn phận làm con chẳng hạn, đúng không? Phận làm con không chỉ là thờ mẹ kính cha, phận làm con phải biết lắng nghe, phải biết giúp đỡ, phải biết yêu thương, phải biết san sẻ, vân vân. Các em có thể mở rộng thêm rất là nhiều nếu như mà dung lượng cho phép. Chúng ta sẽ sang bài thứ hai. Đây, bài số 2. Bài số 2, cảm nhận của em về bài thơ sau. Hôm nay trời nắng như nung, mẹ em đi cấy phơi lưng cả ngày. Ước gì em hóa thành mây, em che cho mẹ suốt ngày bóng râm. Bài đi cấy của Trần Đăng Khoa. Và đọc bài thơ, các em vẫn làm theo thao tác. Việc đầu tiên xác định chủ đề. Việc thứ hai phát xác định các dấu hiệu nghệ thuật. Và tìm những cái từ gọi là điểm sáng trong câu thơ hoặc trong bài thơ. Các em nhìn thấy các từ mà cô in đậm ở trong cái bài thơ này. Các em có thể thấy nắng như nung là một này, phơi lưng cả ngày, ước gì và che cho mẹ. Nắng như nung là biện pháp so sánh. Và ngay cái biện pháp so sánh này, ta sẽ thấy được là cái thời tiết, cái hoàn cảnh nó vô cùng là khắc nghiệt. Thứ hai, mẹ đi cấy phơi lưng cả ngày, cũng từ phơi lưng cả ngày, ta cảm nhận được cái sự vất vả, nhọc nhằn, lam lũ của mẹ. Ước gì em hóa đám mây. Đến hai câu sau không nhắc đến mẹ nữa,
và nhắc đến em chính là ước mơ của em và chính là tình cảm của người con. Em đây chính là người con. Đấy là tình cảm của người con để che cho mẹ, che cho mẹ. Che ở đây là muốn che chở, là muốn giúp đỡ. Đấy, Kem sẽ chú ý và thể hiện cái tình cảm của người con. Vậy Kem có thể thấy trong cái bài thơ này nói về cái tình cảm yêu thương của con dành cho mẹ, cái tình cảm yêu thương của người con dành cho mẹ. Vậy ta đã có cái sườn rồi đấy. Trên cơ sở cái sườn đó, Kem có thể viết bài. Khi mà đứng trước một bài, Kem hãy phân tích giống như cô đang làm. Đấy, để trên cơ sở đó thì chúng ta sẽ có những cái ngữ liệu ban đầu để chúng ta sẽ viết bài. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt tay vào viết một đoạn văn. Bài thơ Đi cấy của Trần Đăng Khoa được in trong tập Góc sân và khoảng trời. Đây là tập thơ đầu tay của thần đồng thơ ca. Bài thơ viết về tình cảm yêu thương của đứa con dành cho mẹ qua cảm nghĩ và tâm hồn của một đứa trẻ. Hai câu thơ đầu tái hiện hình ảnh người mẹ đi cấy lúa trên đồng, phép so sánh trời nắng như nung, gợi lên thời tiết khắc nghiệt. Nóng như nung là rất nóng, nóng như lửa đốt. Phép so sánh cho người đọc cảm nhận được cái nóng tháng 6 như thiêu, như đốt, như đổ lửa của vùng đồng bằng Bắc Bộ. Thời tiết khắc nghiệt ấy, để kịp thời vụ, mẹ em vẫn phải phơi lưng cả ngày ngoài đồng. Nhà thơ cho ta hình dung ra hình ảnh người mẹ vất vả lam lũ, dầu dãi nắng mưa của Trần Đăng Khoa, cũng là hình ảnh của mẹ em, bà em trong những ngày mùa đi cấy. Đấy là phân tích hai câu thơ đầu và sang đến hai câu thơ sau. Thấy mẹ vất vả như vậy, cậu bé Khoa ao ước, ước gì em hóa đám mây, em che cho mẹ suốt ngày bóng râm. Đó là ước muốn thật ngây thơ và đẹp đẽ. Ngây thơ bởi chỉ có trẻ con mới ước được hóa thành mây. Đẹp đẽ bởi vì thực hiện được cái tình yêu thương mẹ, thấu hiểu nỗi vất vả của mẹ, mong mình làm được điều gì đó để vơi đi những nhọc nhằn nơi mẹ. Điều ấy cho thấy Khoa là một đứa con ngoan ngoãn, hiếu thảo. Người mẹ hẳn sẽ mát lòng khi có một đứa con ngoan. Dù con chẳng có thể hóa thành mây che nắng cho mẹ, nhưng tấm lòng con như làn gió mát, như áng mây lành xua tan bao cực nhọc trên đôi vai mẹ. Với thể thơ lục bát, mang âm hưởng ngọt ngào những lời ru, bài thơ khiến người đọc xúc động về tấm lòng của đứa con ngoan đối với người mẹ tảo tần. Nhà thơ cho em hiểu thêm nỗi vất vả của mẹ, thấy mình cần phải ngoan hơn, thương mẹ nhiều hơn nữa. Đấy là một cái đoạn tham khảo. Tất nhiên là em biết là trong cái thời đại 4.0 ngày nay mà chúng ta không tham khảo thì đấy là một cái lỗi rất là lớn, đặc biệt là đối với các em học sinh, ôn thi học sinh giỏi. Chúng ta tham khảo để chúng ta biết cách làm, để cho cái vốn ngữ liệu của chúng ta được phong phú hơn, ngôn từ cũng trở nên phong phú, cách dùng từ sẽ trau chuốt hơn, tích cực đọc, tích cực nghe. Đấy là một cái kỹ năng quan trọng dành cho những các em mà có nhu cầu bồi dưỡng nâng cao ở môn ngữ văn. Còn tất nhiên là với một như cô nói là trong cái thời đại công nghệ thông tin 4.0 mà chúng ta không tham khảo, đó là một cái sự thiếu sót và một cái sự sai lầm rất là lớn. Và cô cũng tham khảo cũng để tìm ra xem là những cái hình ảnh nào là đặc sắc nhất, những hình ảnh nào là hay nhất để chất lọc. Nhưng có thể là bài nào cũng có thể là hay nhất để chúng ta chất lọc, để chúng ta có thể học tập. Đấy là một sự vận dụng sáng tạo. Học tập không có nghĩa là sao chép. Học tập ở đây đó là sự vận dụng một cách linh hoạt để cho nó phù hợp với năng lực của mình. Rất cảm ơn Kem đã chú ý lắng nghe. Ở video sau thì cô sẽ tiếp tục chỉ ra cho Kem ở một số cái đề tự luyện. Kem sẽ theo dõi để cảm nhận được hết một số những cái đề tự luyện mà cô cung cấp trong đợt này nhé. Chào và hẹn gặp lại Kem.